thì em không biết một cái lý do nào mà em lại nằm mơ thấy ổng. Thì đó, ông Tơ bà Nguyệt đưa đường dẫn lối đó. Em mà em nằm mơ đúng 10 ngày liên tục luôn. 7 ngày là nằm mơ thấy hai đứa đi chơi bình thường thôi. Là có 3 ngày là nằm mơ thấy đám cưới là em thấy rõ mặt của mẹ em ở trên sân khấu luôn. Và sau cái đám cưới là thấy là ông này ẵm một đứa con. Rồi xong rồi cái em hỏi là ủa con ai vậy? Cái ông kêu con em mà sao em hỏi anh vậy? Trời ơi. Nhưng mà không thấy được mặt đứa bé. Dạ. Có em bé kia chưa? Dạ, dạ có em bé rồi, con gần 1 tuổi rồi. Ồ nằm mau đó. Là có đúng như có thấy giống như trong giấc chiêm bao không? Dạ đúng. Dạ đúng. Anh hỏi thêm nè. Em thấy cái hình ảnh mà lúc tâm bồng em bé đó là tất cả là ngay cả lúc đám cưới và ngay cả lúc bồng con là giống y hệt trong mơ. Sau khi mà sau chuỗi lại câu chuyện rồi, em đã nói ra gà rồi. Cái quần ngủ của ổng là ổng mặc 2 ngày 3 ngày liên tục, ổng không đổi. Cái em kêu là tại sao anh không đổi, em mua quần chị ngủ cho anh rất là nhiều mà sao anh không đổi. Ổng kêu là tại cái quần này nó mát, nó chứ anh cũng đâu có mặc ra ngoài đâu, nhưng mà là dơ em không có chịu được. Bỏ dơ trên giường. Em không muốn tập trong cái tính là ăn phở, em không thích ăn cơm, nhưng mà có bao giờ là thèm phở không? Ngày nào cũng đổi hết. Xin chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận. Đó. Em tên là Nguyễn Phú Thành Tâm, thì năm nay em 23 tuổi. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, hiện tại hai vợ chồng em đang làm YouTube và kinh doanh thời trang. YouTube như là mảng gì em? Dạ mảng về gia đình và cuộc sống hàng ngày. Vậy hả? Dạ. Rồi mời em. Em chào cô, em chào. Em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Dạ. Em tên là Phạm Trường Nguyễn Minh Anh. Em năm nay 21 tuổi. Trời ơi, mình thấy chưa? 21 tuổi hả? 21 nhỏ xíu à, trời ạ. Ủa anh thấy hai em rất là quen nha. Có một cái đám cưới nó rất là nổi bật trên các trang mạng truyền thông đúng không? Dạ thì cách đây một năm. Một năm. Tôi có coi đó, mà tôi không có được đi dự đó. Mà cái tiệc cưới đó ta nói là rất là nhiều các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng đúng không? Dạ đúng rồi. Khai thiệt đi, khai thiệt đi. Xuất xứ của cô là con của ai? Dạ con là con của ba Minh. Ba Minh. Ba Minh Nhựa đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ kể cho anh Thuận nghe coi, hai đứa lần đầu tiên gặp nhau và có điều gì ấn tượng với cái người bạn mà đối diện với mình? Thì anh kể anh kể 5 năm trước đi. Dạ thì 5 năm trước anh kể chuyện 5 năm trước hả? 5 năm là thật đó, mới 18 tuổi. Chàng trai 18, lúc đó là em chưa 18, đúng vậy, không? Vậy lúc chưa? Đó là em còn đi học giữa năm 11 và năm 12. Thì em có quen Minh Anh trên trời. Facebook thì hai đứa mới hẹn hò gặp nhau. Lúc đầu là gia đình cho chỉ cho em đứng ở ngoài thôi. Ngoài hàng rào hay là ở ngoài cửa là ở trước cửa nhà là có bảo vệ đứng canh luôn. Trời ơi. Sợ em làm gì xấu. Mà lúc đó em đi bằng gì nè? Dạ em đi xe máy chiếc cúp 50 bình thường á. Rồi sao? Dạ, sau khoảng 1-2 tuần kiểu thấy em cũng hay qua lại với vậy, đứng buổi tối ở ngoài thì cũng hơi nguy hiểm á, nên bà nội của trời mới cho em vô nhà là chỉ cho ngồi ở dưới thôi. Cứ như vậy là cứ quen 2 năm trời. Nhưng mà hỏi Choi nè. Dạ. Em ấn tượng gì với bạn này mà là em lại đồng ý quen bạn này? Dạ lúc đó là qua Facebook thì nhìn bạn này kiểu như là khi mà mình nhìn cái mình muốn phải nói chuyện liền. Lúc mà nói chuyện thì cũng hơi lạnh lùng á, mà em thì em thích tiếp người là lạnh lùng. Càng lạnh lùng thì mình càng muốn phải có được. Là lúc đó chị nói chuyện qua Facebook thôi. Dạ đúng rồi. Rồi xong đến cái hôm mà gặp mặt ở ngoài đời á, thì cái dạ. Cái cảm xúc đó còn không? Dạ vẫn còn, giống như cái cảm xúc mà bây giờ khi mà mới gặp lại cũng vậy. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà dạ. Anh muốn biết là cái lúc mà hai đứa ngồi nói chuyện với nhau đó thì ảnh có toát ra cái vẻ lạnh lùng không? Dạ không, khi mà hai đứa đang quen nhau á là ngày nào là cũng gọi video với nhau hết á. Là gặp nhau mà thường xuyên tới mức mà tối á, video để đi ngủ luôn. Mà cái khoảng thời gian đó kéo dài bao lâu? Là chỉ dạ, khoảng... có 2 năm. 2 năm. 2 năm trời mà ngủ video call với nhau luôn. Dạ, đúng rồi. Thì sau 2 năm đó là được biết là Choi đi du học bên Mỹ thì chia tay 5 năm. Đúng 5 năm. Đúng 5 năm. Cái khoảng thời gian đó là lúc chuẩn bị hè là em chuẩn bị về thăm gia đình á. Thì em không biết một cái lý do nào mà em lại nằm mơ thấy ổng. Thì đó ông Tơ bà Nguyệt đưa đường dẫn lối đó. Em mà em nằm mơ đúng 10 ngày liên tục luôn. 7 ngày là nằm mơ thấy hai đứa đi chơi bình thường thôi. Là có 3 ngày là nằm mơ thấy đám cưới là em thấy rõ mặt của mẹ em ở trên sân khấu luôn. Và sau cái đám cưới là thấy là ông này ẵm một đứa con. Rồi xong rồi cái em hỏi là ủa con ai vậy? Cái ông kêu con em mà sao em hỏi anh vậy? Trời ơi. Nhưng mà không thấy được mặt đứa bé. Thì lúc đó là Choi mới kiếm em, nhắn tin cho em. Đó mới hai đứa mới nói chuyện xong rồi Choi mới kể là nằm mơ vậy. Mơ như vậy đó. Nhưng mà lúc đó là hai đứa đã có người yêu chưa? Cái lúc trong thời gian của mình là em không có quen ai hết. Lúc mà Choi kiếm tính em á là lúc đó em đang độc thân luôn. Là may mắn như vậy. Bao lâu thì em mới dẫn Tâm á chính thức ra mắt gia đình của mình? Không, là cái lúc em nhắn tin là mẹ biết, là mẹ biết là đang có tình yêu mới. Tại vì nhìn mặt vui lắm, lúc nào cũng nhắn tin hoài à. Cái mẹ mới hỏi là quen ai vậy? Cái em mới kể là Tâm.
con vẫn quen người đó. Dạ, cái xong mẹ hỏi là biết em từ trước rồi. Ừ đó thì biết rồi. Cái mẹ mới thấy là hai đứa quen nhau chắc cũng mấy tháng á, xong mẹ mới kêu là thôi chắc đi chơi chung đi. Thì hai có đứa có kể cho mẹ giấc mơ không? Dạ có. Mẹ thì mẹ mới kêu là giống như cái đó là một cái duyên, duyên tiền kiếp đó. Đó. Duyên tiền kiếp. Bạn này chắc hồi kiếp trước á đi mua nhựa. Quá nhiều rồi không trả tiền. Mất nợ, mất nợ, kiếp này trả. Kiếp này phải trả nợ kiếp cho gia đình. Phải trả cái tiền nhựa đó, chắc chắn luôn rồi. Dễ thương quá. Rồi hai em như lần đầu tiên luôn á, lần đầu tiên mà kiểu mà có một câu chuyện mà lạ lùng sủng vậy luôn á. Dạ. Người là bao 5 năm gặp lại, chắc chắn là anh Tâm này trước khi cưới em chắc phải là cũng phải ngọt ngào, rất là lãng mạn. Dạ em là cái con người mà không, nhạt nhẽo không, lắm, không có thể hiện được cái tình cảm á, giống như là mình chỉ vẫn cái lạnh lùng vậy đó. Dạ, ủa vậy lùng. Thì để đi đến cái chuyện hôn nhân thì nó như thế nào? Là em lúc nào cũng nếu không cưới là thôi á nha, là đi là có người khác cưới đó. Ngỏ lời, ngỏ lời. Vậy hả? Em là người ngỏ lời chứ không phải là ổng. Là đã chụp hình cưới rồi mà tại sao không thấy cầu hôn thế nào hết chưa? Cứ ngồi buồn bực ở trong người hoài. Nhưng mà em và ekip là đã chuẩn bị trước rồi. Vậy hả? Trước cái ngày đó là phàn nàn em dữ lắm. Nhưng mà ông nội em á, hoặc là bà nội em á, có một cái điều kiện gì với cái chàng rể này hay không? Chàng cháu rể này. Dạ có, một cái điều kiện là có chịu ở rể không? Tại vì là bên gia đình Tâm cũng có nhà, chứ mà không có nhà là đáng ra em phải làm dâu. Nhưng mà ông nào hỏi là có chịu làm rể hay không. Tại vì làm rể là người ta sẽ nhìn và người ta bàn tán và nói ra nói vô rất là nhiều. Thì Tâm lại đồng ý. Thì tại vì ông nội kêu là nếu mà đồng ý thì mới cho cưới, còn không thì không cho cưới. Ôi lấy nhau được năm rồi phải không? Dạ, dạ. Ừ. Có tin vui chưa? Vui không? Dạ. Có em bé kia chưa? Dạ có em bé rồi, con gần 1 tuổi rồi. Ồ nằm mau đó. Là có đúng như có thấy giống như trong giấc chiêm bao không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng. Anh hỏi thêm nè, em thấy cái hình ảnh mà lúc Tâm bồng em bé đó là tất cả, là ngay cả lúc đám cưới và ngay cả lúc bồng con là giống y hệt trong mơ luôn. Sau khi mà sau chuỗi lại câu chuyện rồi thì em nói ra gà thiệt. Tôi đoạn ra gà nè. Đó, quay lại cái câu chuyện chính của chương trình là sau khi đám cưới về, cái tật xấu của cái người bạn đời của mình nó là cái gì? Cho em trước đó. Thì em nói trước là trước khi mà cô em đi, trước khi mà cô em đây là nhẹ nhàng tình cảm. Còn bây giờ cưới về là giống như là bị chết rồi, mình suy nghĩ chết rồi, mình dính bẫy rồi. Dính bẫy luôn đúng không? Làm sao nè, bố hay la em lắm hả? Dạ la thì la đúng, nhưng mà vô đố lên á, kiểu như là hả, dạ sao dạ sao. Ừ có những đứa có đôi lúc thì hay trẻ con, nhưng mà cái đó em thấy rất là dễ thương. Cái đó không được gọi là tật xấu, nhưng dễ thương. Có gì nữa nè? Rất là thích màu hồng với lại hoạt hình á, giống như là ví dụ trang trí hay gì là ý kiến chung này, còn này là cái ra giường á là màu hồng luôn. Là em có nghĩa là mặc định luôn. Gia trưởng, gia trưởng tự làm theo ý mình. Ác mặt chồng đúng không? Không cần phải hỏi ý kiến mua của về chồng. Rồi mua về rồi là nói là anh ơi rồi. Em mua đây đồ hồng. Bây giờ tới soi đó. Cái lúc mà nói chuyện á là mình cần ổng trả lời, nhưng mà ổng không có trả lời thì đó là lý do sao mà làm lớn chuyện lên. Ổng cứ kiểu im, ổng cứ nhìn chỗ khác, còn không thì ổng bấm điện thoại, thì mình cảm giác là mình không có được tôn trọng gì hết trơn á. Ổng cũng không có lãng mạn nữa. Cái đó là thật xấu đó. Ảnh là có mua hoa, là có làm bất ngờ hết, nhưng mà mọi hành động của ổng là em đều đoán được hết. Cái hôm sinh nhật em là hôm tháng 6. Nhưng mà ổng chở em đi học, cái xong cái lúc mà em bước vô trường á, cái em quay lại thì nghe chợt trời, em quay lại cái em thấy ổng đang cầm cái camera, ổng quay lại cái hình ảnh em đi. Cái em nghĩ rồi cái này cầm camera là phải làm cái gì mới cầm camera, giống như những cái hình cái hành động của ổng nó bất cẩn quá. Tại vì là YouTuber mà, đây là YouTuber mà, thành đó là đoán biết liền. Tóm lại đây không phải là tật xấu, đây là tật đáng yêu. Cứ nói. Cái quần ngủ của ổng là ổng mặc 2 ngày 3 ngày liên tục luôn, ổng không đổi. Cái em kêu là tại sao anh không đổi, em mua quần ngủ cho anh rất là nhiều mà sao anh không đổi. Ổng kêu là tại cái quần này nó mát, nó chứ anh cũng đâu có mặc ra ngoài đâu, nhưng mà là dơ em không có chịu được. Ở dơ trên giường. Tiếp tục. Ăn uống là giống như là ví dụ ổng ăn cái đó hoài là ổng sẽ bị ngán, mặc dù là ngày nào ổng phải ăn cơm hết. Ngày nào ăn cơm em không muốn tập trong cái tính là ăn phở, em không thích. Ăn cơm nhưng mà có bao giờ là thèm phở không? Ngày nào cũng đòi hết á. Đòi ăn mấy cái đồ nước kiểu như là kêu là ăn ngán là cơm quá rồi. Đó, thì là nhơi rồi khó tính, kén chọn nữa. Đó, khó tính trong ăn uống. Rồi nhiều khi ngồi ăn á, ngồi ổng kiểu em không thích được cái tật mà chép miệng. Nhai nhép nhép á phải không? Nhấp nhép đúng không? Cái này phải bỏ. Ví dụ mà có nhiều người quá thì đừng có ở. Nó kỳ lắm, em không có chịu được. Nhiều khi đang ăn cái mà nó ở liền. Em nghĩ là thoải mái ở nhà liền thôi. Nó đã lắm em. Ngoài thoải mái ở nhà, nhưng mà chị em đang ăn ngon, cái ông ở cái hết ngon rồi để đồ ăn xuống. Rồi anh hỏi này, trong cái việc mà chăm con á thì
tâm như thế nào? Không, cái đó là không có nói tật xấu được luôn. Ổng chăm con rất là số 1 luôn. Quá tốt. Ok. Rồi bây giờ nè, nhân đây chị muốn bạn Tâm này thay đổi điều gì? Không có lạnh lùng, không có mặc lại quần ngủ, không mặc lại quần ngủ phải thay đổi, không được ở, không được ở, không được chép miệng. Nghĩa là anh có bao nhiêu tật xấu thay đổi hết đúng không? Dạ. Rồi. Rồi tới Tâm đó. Tâm, đây là những lời mà anh muốn em thay đổi, là kiểu nhẹ nhàng hơn. Mình chọn cái cách giải quyết nhẹ nhàng đơn giản thì nó sẽ giải quyết được nhanh. Em chọn cách mà khó chịu vậy là thì nó sẽ cứ tồn động trong cái tâm trí của anh hoài luôn. À, đúng rồi. Cái điều mà sở dĩ bạn này bạn im lặng á là bởi vì bạn không có thích cái kiểu mà em phải la làng lên. Cho nên thay vì ảnh cũng la lại nhưng mà ảnh sẽ chọn cách im lặng. Nhưng mà im lặng cho qua. Nhưng mà đối với Choi là em im lặng là em không tôn trọng. Còn cái lúc mà em nói á thì kêu sao anh nói nhiều quá vậy. Em nói cho anh cãi cằn. Rồi còn thêm muốn thay đổi gì nữa không Tâm? Dạ không. Nè, nói nhiều thứ nè, nói giống như là một người đi trước để nói cho hai đứa ha. Tâm phải hiểu rằng á, Choi là một cô bé, là một người mẹ khi mà còn quá trẻ như vậy, thì cái điều mà bạn đóng lên á là sao? Thứ nhất là vì tuổi tác, giống như là sống vẫn là con nít mà. Bắt đầu người phụ nữ bắt đầu trưởng thành từ 25 trở lên, thành ra là những cái đóng đó theo chị thì Tâm đừng có để cho nó lắng lại, thì em sẽ bị tổn thương. Em cứ cho như đây là cái bản năng á. Bản năng của một cô bé đúng lứa tuổi luôn, nó là bình thường, chứ nó không phải là hàm ý một cái điều gì để cho mình bị tổn thương cả. Còn ngược lại về phía Tâm thì Tâm là một người lại tương đối là chững chạc so với lứa tuổi. Tâm là 23 đúng không? Nhưng thực ra cái suy nghĩ của Tâm là phải là 27, 28, tức là của một người đàn ông đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ. Và người đàn ông này là người đàn ông hướng nội chứ không hướng ngoại, sống rất là nội tâm, thành ra là hay bị suy nghĩ. Vì yêu Choi, hiểu không? Yeah. Yêu Choi mà bỏ qua rất nhiều thứ. Nhưng mà như bạn nói là mọi thứ nó cứ lắng lại, nó đọng lại. Và bạn sẽ rất là buồn. Thì khi mà bạn buồn á, bạn không nói ra được á, thì bạn sẽ có những cái biểu hiện từ từ nó sẽ bị tiêu cực với chính bản thân mình, với tất cả mọi thứ xung quanh. Trong một năm này mà hai đứa còn vui vẻ, còn lên đây về là hai đứa quá hay. Tại vì thường một năm đầu trong đám cưới á, mà nhất là với một cái hoàn cảnh nó như vậy á, thì tụi cưng rất dễ bị xung đột, rất dễ bị break, tức là đổ vỡ. Em là phải gọi là chú ý đến cảm xúc của đối phương, còn em thì phải mở ra. Em phải nhớ đây, bạn này là bạn làm tất cả mọi thứ không có hàm ý gì cả, để chi? Để giữ được cái tình cảm này. Bởi vì thực sự với cái mối tình của tụi em á, nó là duyên tiền định rồi, ông trời cũng đặt để tụi em phải đi bên cạnh nhau rồi. Và đặc biệt là phải yêu nhau nhiều hơn và để cùng chăm lo cho đứa con của mình nghe. Rồi xin cảm ơn con gái em nữa đó. Chừng nào mà hy vọng nữa nhớ báo anh nghe. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em là Nguyễn Mạnh Hưng, năm nay 32 tuổi. Dạ, hiện tại em đang làm nhân viên của công ty hàng không Vietjet Air. Vậy hả? Mời em. Dạ, lời nói đầu tiên là cho em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và chào các khán giả đang xem đài. Em tên là Nguyễn Bảo Tuyết Hồng, năm nay em 30 tuổi. Hiện giờ em là kinh doanh tại nhà. Hai đứa lần đầu tiên gặp nhau và quen nhau làm sao nè? Em quen vợ em qua giới thiệu của một người bạn học chung với em thời cấp 3. Quá. Bạn đó cho số điện thoại thì hai đứa có liên lạc qua lại. Có một dịp là em có về quê có công việc thì em mới rủ vợ em về quê. Ủa về quê em hả? Hai dạ đứa vâng, đúng quê rồi, không? Dạ không ạ. Vậy hả? Đó là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng mà có nghĩa là quen qua mạng. Dạ rồi bà. Cái lần đầu tiên gặp gỡ cũng là lần đầu tiên mà rủ về quê luôn. Về quê luôn. Dạ vâng. Ồ nhưng mà là các bạn gan quá vậy. Để em minh chứng một tí. Có nghĩa là anh rủ về quê. Mình cũng hỏi là có ai về hay là chỉ có em anh thôi. Nó anh rủ cũng nhiều bạn về lắm, trai có, gái có. Mà lúc đó là anh ở bên quận 12, em ở quận 8. Xa quá. Mà em tưởng là anh chắc cũng nhiệt tình chạy qua chở mình. Vậy mà không ngờ anh lại nhờ bạn của anh chạy qua chở mình. Nhiệt tình ghê luôn. Dạ. Cái đó là cái ấn tượng đập vào mặt là xấu luôn. Nhưng mà đúng lúc không? Mà lần đầu tiên em nhìn thấy ảnh ở ngoài đời đó thì em có ấn tượng gì về ảnh không? Mê liền anh. Mê liền. Tướng cao to, đẹp trai, nói chung là nhìn là thích. Rồi tao làm cho hãng không à. Còn em thì sao? Và em hồi đó là tướng mảnh mai lắm, thân hình mảnh mai dễ thương lắm. Nói chuyện nhẹ nhàng, tóc dài. Em gặp em cũng mê luôn gì? Có mê luôn không? Dạ, gặp phát mê luôn hai đứa. Hình như là bản tính có sẵn. Nhưng mà khi em chít chát ở trên mạng là em đã thấy mặt cô này rồi đúng không? Dạ vâng, thấy ạ. Có nói chuyện qua giọng nói trong điện thoại dễ thương lắm. Tụi em yêu nhau là mấy năm rồi? Cái thời điểm đó là cách đây mấy năm? 2013 ạ.
Ừ. Wow, gần 7 năm rồi á hả? Như vậy là hai đứa quen nhau quá lâu rồi. 2013 xong thì tới 20 cuối 2015 thì bắt đầu vợ chồng em mới làm đám cưới. À, có nghĩa là 2 năm. Rồi có thường xuyên coi như là gặp gỡ bạn bè của nhau không? Tức là bạn bè của em là có ấn tượng gì về với anh này không? Dạ, ấn tượng là ấn tượng xấu. Hai bạn chung phòng với em là em dẫn đi ăn để đi chung để ra mắt nó có thể mà chấm thử được hay không. Đi ăn xong về thì kêu là mày bỏ cho tao. Ừ, không quên nữa. Tại sao? Nói là gì? Keo kiệt. Rồi nhìn mặt là không có ưa. Keo kiệt là sao? Bữa đó ai trả tiền mà hôm ta keo kiệt? Dạ bữa đó là chồng em trả tiền. Chồng trả tiền mà sao gọi ta là keo kiệt? Ta keo vậy. Nhưng mà đó còn đi mấy tăng chị. Em trả hết. Chồng em về chồng em kêu là tụi các em á, đi là chỉ biết là cứ đi là chắc chắn là đàn ông trả hả? Chứ tụi em không có ý định là ví dụ như xe hoặc là phục anh á. Dạ. Nhưng mà do hồi giờ thì thật sự là gọi là lady first á. Toàn là mấy anh cứ bao cho mình không mà mình quen rồi ạ. Lady first là phụ nữ phải trả chứ. Lý do gì không nghe lời bạn mà cắm đầu vô. Cắm đầu vô lấy anh này. Em có một cái suy nghĩ là lúc đó bởi vì em quen là em xác định là quen là cưới. Em cũng có nói với bạn em kệ mấy ông ổng kêu như vậy nay mai về không có lấy tiền cho gái ăn được. Dễ nên... sợ không? Rồi nó nghe nè, có bao giờ mà keo kiệt đến nỗi mà không bao giờ mà tặng quà cho vợ không? Dạ hầu như là không hề có một món quà nào luôn. Không có quà luôn. Đúng rồi. Dạ thực ra thì về tư tưởng về ăn uống tiền bạc này nọ em cũng thoáng lắm. Nhưng mà về cái chuyện yêu đương về tỏ tình với bạn gái ấy, thì em cũng hơi khô khan về cái đó nên là em không có được chu đáo như những phải chăng là vì em không để tâm đúng không? Dạ vâng. Nhưng theo suy nghĩ của em là vợ yêu rồi tặng quà cũng thế. Rồi nhưng mà sau đó thì tình yêu của các em nó tiến triển như thế nào? Thì trước khi đấy là em có nghe là bố mẹ Hồng là không thích người Bắc. Nhưng ra ngoài em ra ngoài đấy rồi vài hôm bố vợ coi như là kết em say đắm luôn. Ngoài đó là bố vợ em là nhậu dữ lắm. Nhậu từ sáng tới chiều được. Ra đó em tiếp được em khóa tiếp em được. Kết cho lắm. Là say đắm luôn. Dạ. Khóa cái đó. Dạ đúng. Dạ. Thì trước khi cưới hai bạn có sống chung với nhau không? Dạ có. Em có đọc được một cái câu là anh nói chuyện là anh nói là anh cưới vợ là cưới vợ cho mẹ. Anh muốn coi thử là trước khi cưới là người đó như thế nào. Anh cũng nói với bạn là con này được, ngoan hiền dễ bảo. Dạ. Đấy. Em đọc câu đó em sao sốc không? Mẹ ảnh thì cũng là người của gia đình phụ nữ đảm đang rồi này nọ đó. Cho nên là em cũng quý. Cho nên cũng không có buồn gì đúng không? Dạ. Cũng vui vẻ rồi hai bên. Có nghĩa là ông khảo sát trước. Sống thử là không phải là vì cái chuyện kia. Mà sống thử là để coi cô này có công dung ông hạnh hay không. Dạ đúng lắm. Đúng không? Dạ. Nhiều người đàn ông mỗi một cái kiểu họ có một cái quan điểm khác nhau. Thế thì bây giờ sau khi về rồi á, sống thiệt với nhau rồi, làm đám cưới rồi, thì em có thấy là cái khảo sát của em là chính xác không? Thế bây giờ em vẫn tâm đắc với cuộc khảo sát của em. Thế à? Không hoàn toàn chính xác luôn. Vậy có nghĩa là bạn này là không có tật xấu gì đúng không? Vợ em thì chỉ có mỗi một cái tật là hay khóc thôi. Em còn dạ, ví dụ như một cái chuyện gần đây nhất, vợ em có nhắn tin cho em để đăng ký vào cái form đăng ký chương trình á. Thì sáng hôm đấy em dậy thì vợ em bảo là anh có đăng ký vào cái form chưa, bảo chưa, sao mỗi lần em nói đến cái đăng ký chương trình là anh không nói gì hết, bảo là em chưa hỏi ý kiến anh. Thế vợ em mới bảo là em hỏi anh rồi nhưng mà em mới nói là nhưng mà anh chưa đồng ý mà sao em lại quyết đi, thế là khóc thôi. Đâu bây giờ ngoài cái chuyện này ra em kể một chuyện nữa đi là không đáng khóc mà vợ khóc đi. Ví dụ như lúc nãy ở ngay đằng sau này em chỉ bảo là tí anh lên kể tật xấu cho em của em nha. Chuẩn bị là có nghĩa em thấy biểu hiện là chuẩn bị muốn khóc rồi thôi. Có vậy đó hả? Cho nên bây giờ kể chuyện xấu. Cho nên bây giờ là ngập ngừng không dám kể. Không dám kể. Rồi bây giờ rồi, ngoài cái chuyện đó ra thì còn gì nữa không? Còn tật xấu. Rồi bây giờ hỏi thẳng luôn nè, có ghen không? Vợ em chắc nếu mà ghen thì chắc thuộc hàng top sao A cộng. Cô đi. Coi như không ai giành cúp được luôn. Top trending luôn. Ví dụ như là hôm đấy là em đi thôi nôi con của bạn em thì sau tăng 1 thì đi tăng 2 là có vào karaoke. Thì có một số em tay vịn nên là vào mấy bạn kia chụp hình thì gửi lên một cái group. Thì em thì đề phòng trước em xóa rồi. Còn bạn kia không xóa thì vợ của bạn kia thấy rồi gửi cho vợ em. Vợ em thấy rồi ghen xong ghen ghê lắm. Đấy là cả hai bên gia đình nội ngoại là vào cuộc luôn. Trời ơi. Cũng mém vỡ luôn đúng không? Đó là trận mạnh nhất đúng không em? Chồng em thì chắc là say rồi, ngủ. Bé đó thì ngồi sát bên. Anh khóa tay lên. Do bởi vì trong karaoke đèn mờ nữa, em mới tưởng là cái áo đó, em lấy áo đó em cắt hết.
cắt tan tành hết. Xong chụp hình em gửi qua, ôi chết, hình như nhầm áo. Cắt lộn áo, dạ. Ghen quá mà. Rồi xong cái phải tìm tủ đồ, tìm cái áo, trúng cái áo đó nữa. Cắt nữa. Cắt tiếp, gửi qua tiếp. Rồi bởi vì đi chơi với mấy anh bạn hồi tennis mà. Em tính xuống lấy cái vợt tennis, em tính là bẻ chặt gãy luôn. Nhưng mà nghĩ lại thì sợ tiếc lại tiền. Mua lại tiếc tiền. Rồi em còn có viết thư để lại. Rồi em lúc đấy là em có bé được hơn tuổi thì em mới chở hai mẹ con tắt hết điện thoại. Hai mẹ không nói năng gì hết. Ảnh về nhà ảnh thấy như vậy thì ảnh mới gọi không được. Rồi bắt đầu ảnh cũng nhờ mẹ. Có nghĩa là em tưởng như là em về thì ảnh sẽ biết sai, rồi ảnh sẽ xin lỗi hay gì đó. Năm nay ảnh em lại gửi chuyện gia đình mình lo chưa xong mà em lại gửi hình đó cho bạn của anh nữa. Làm gia đình người ta cãi nhau đấy. Em mới tức ức quá, em mới gọi điện cho mẹ chồng em. Em nói em kể hết. Mẹ nói không sao để đó, nhà này là không có cái gen, cái nồi, cái kiểu cách như thế. Cái ngữ đó. Dạ. Rồi qua hôm sau rồi bà nói tới, rồi bắt đầu chồng em mới kêu là ngoài phải không? Bây giờ em còn ghen dữ gì không? Bây giờ em còn cái máu đó nữa không? Dạ. Dạ, sinh xong một bé đầu á thì em có ghen, nhưng mà sinh xong bé thứ hai là em hết rồi đúng không? Hết thời gian để ghen. Bây giờ bé thứ hai là được mấy tuổi rồi? Dạ ngày hôm nay là thôi nôi bé của em. Ồ vậy hả? Ồ, vậy hả? Ồ, chúc mừng nghe. Ồ vậy là bé kia được mấy tuổi ta? Dạ, bé lớn được 3 tuổi rưỡi. Ồ. Chúc mừng. Ok. Rồi bây giờ tới anh đó. Gì? Tới em đó. Tới em đó. Nãy giờ cũng kể nhiều quá. Không, bây giờ tới em đó. Dạ có, chồng em là ghiền điện thoại. Nhưng mà em thì mắc bé thì em cứ kêu là giữ con hoặc là chăm cho bé lớn cho nó học. Cứ bấm điện thoại lướt, cứ lướt. Khi nào bố xem điện thoại là con chạy qua mét mẹ. Kêu tắt điện thoại cho con ngủ. Rồi. Ghiền lố rồi đó, cái này ghiền lố. Tách biệt với những người xung quanh. Cái tật này nữa nè. Có nghĩa là ảnh đi làm là từ sáng 8 giờ cho tới tối 6 giờ về. Thì em thì ở nhà quần quật với lại con cái rồi nhà cửa. Thì về chỉ muốn ăn cơm xong là vợ chồng nói chuyện với nhau. Ăn cơm xong cái là ra ngoài đường uống trà với lại cứ nói chuyện. Ông nào ông nấy cứ nói chuyện với nhau xong hết 9 giờ là bắt đầu vô nhà ngủ. Chà, như vậy là hết buổi tối. Là cả ngày em với chồng em không hề nói chuyện với nhau con nào. Lên là bắt đầu cho con ngủ. Cái đó là không được. Đó, cái đó là không được. Xa cách đó. Bây giờ mình nói chuyện bằng điện thoại mà tin nhắn cả ngày sáng tối về tranh thủ thời gian cho hàng xóm. Không, cái đó là không được. Có nịnh vợ không? Có nịnh vợ, có hay khen vợ không? Vợ không? Dạ. Họ muốn khóc luôn kìa. Em không biết là có nịnh hay không nhưng mà trước mặt mọi người thì ít khi mà khen vợ đó, nói trái ngược lại thôi. Nhưng mà sau lưng em thì luôn luôn vợ là nhất, vợ là ok, vợ là số 1. Nhưng mà trước mặt em là kiểu như không muốn để cho em được đằng chân lên đằng đầu. Không có để cho em biết là em là như vậy rồi. Em được lần ví dụ như vậy á. Cái đó là không phải là xấu mà là sai. Em chỉ có được thôi. Tại vì cái phương pháp đó là phương pháp dạy con nít. Nó đừng nghĩ lại, nhưng mà còn vợ là không phải vậy. Vợ là phải xài cái chiêu tỷ lệ thuận cho chị. Là em sẽ được hết. Giờ nó mong nói cái mong muốn thay đổi đi ha. Đó, rồi xong là đổi. Chia sẻ tâm sự xíu. Em muốn chồng là quan tâm nhiều hơn. Về nhà đi làm về nói chuyện với vợ nhiều hơn. Đúng. Kiểu như là 3 năm em ở nhà em cũng có stress lắm. Em cũng muốn ngoài những nhắn tin như Zalo quá bình thường rồi. Em thích là những câu nói quan tâm, những câu nói thật lòng. Anh nghĩ gì anh nói đó. Chứ đừng là anh nghĩ thế này mà anh nói khác. Vậy thôi đúng không? Dạ. Còn em sao nè? Là vợ em chỉ bớt được cái tính dễ khóc vậy thôi, chứ còn đấy là cũng là một cái bộc lộ cảm xúc dễ thương của vợ, thì em cũng không có gì để nhắn nhủ với vợ. Đó, bây giờ chị mới nói nè, tại sao nãy chị hỏi em á, là hai câu chuyện, là cái chuyện không đáng khóc mà là khóc, là để chị hỏi xem để chị muốn xem cái mức độ cái cảm xúc của vợ em á là nó ở cái mức độ nào. Dạ, vâng. Thì thực sự á có những điều, tức là đàn ông á kiểu như là hay làm những cái chuyện lớn, làm những cái chuyện mà khái quát mà bỏ qua những cái chi tiết nhỏ. Thì là vợ của em á 3 năm ở nhà thì chỉ có trông con thôi, mà không có bước ra ngoài xã hội, không có cọ sát với xã hội trong công việc. Đó, thì cho nên em là tất cả đó. Em là vừa mang tiền về, vừa mang cái niềm vui, vừa mang cái sự ấm áp về đó. Mỗi khi em xuất hiện ở trong nhà thì có những điều em nghĩ rằng nó không đáng khóc, nhưng mà thực sự nó là đáng khóc. Chị nói ví dụ cái chuyện mà tham gia vợ chồng son. Chị hiểu rằng mong muốn của vợ em là muốn tham gia cái chương trình này để có thể nói được những điều bạn ấy không thể nói được khi mà chỉ có hai đứa. Tại vì thực ra cái thời gian mà dành cho nhau ít quá. Yeah. Thành ra là bạn ấy muốn tham gia cái chương trình này để bạn ấy nói tất cả những cái suy nghĩ từ trong đáy lòng của bạn cho em hiểu. Em hiểu ngay bây giờ, và có thể sau này một lúc nào đó mình tua lại, mình coi lại cái số này, hai vợ chồng còn cùng coi á, để em hiểu được là cô ấy muốn gì, cô ấy nghĩ gì. Tức là đối với cô ấy đây là một cái sự kiện, là một cái điều mà cô ấy rất là thắc thỏm và mong muốn, nhưng mà em thì lại vô tâm.
em bỏ qua cái việc đó. Tức là em không sống với, em không cảm nhận được cái cảm xúc của vợ mình. Thì cô ấy khóc. Em hiểu không? Và đó là cái khóc đúng, chứ không phải là cái chuyện, không phải là chuyện không có gì mà khóc. Cái đó, điều đó là khóc rất đúng. Bây giờ vậy đi, em đứng lên em nói vợ em một câu thật lòng để vợ em nói đó. Vợ em nói là anh cứ nói với em đi. Cảm ơn em thời gian qua đã bỏ thời gian để chăm sóc các con và anh và chăm lo gia đình. Anh hứa sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho các con và em. Không cái đi, tiếc gì, hung nè. Được rồi, rồi. Dạ em xin chào anh Thuận và chị Hồng Vân ạ. Em tên là Vũ Hồng Tân, năm nay em 37 tuổi. Hiện đang công tác tại cảng vụ hàng không miền Trung thuộc Cục Hàng không Việt Nam. Em làm việc ở sân bay Đà Nẵng à? Dạ em hiện công tác Đà Nẵng ạ. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Nguyễn Thị Huyền, hiện tại em đang công tác tại công ty Cục Hàng không Vietjet ạ. Tụi em từ Đà Nẵng vào đây. Dạ vâng, hai vợ chồng em từ bay. Chắc chắn một điều là tụi em đi bằng đường hàng không đúng không? À, dạ đúng ạ. Tụi em là vào đây là chỉ có hai vợ chồng hay là có ai đi kèm theo nữa không? Dạ có con đi các em ạ. Ô con bé được mấy tuổi rồi? Dạ con em được 6 tháng ạ. Thôi bây giờ em muốn quay cuối chương trình. Dạ khỏe giờ đi ạ. Xin mời tất cả quý vị dành một tràng pháo tay cho em bé. Thay mặt tất cả mọi người ở đây chúc mừng vợ chồng em. Yeah. Vì có một cái thiên thần gọi là quá là dễ thương, quá là đẹp trai. Ôi ôi. Trời ơi, em là thần tượng luôn, em sao nó nhìn tôi suốt. Em cười, em cười. Chúng ta cho một tràng vỗ tay nè. Bây giờ có thể là quay em bé ra nha. Để cho ông bà nội, bà ngoại nhìn nè. Đó. Bà con ơi, em thấy chưa? À, ông Quốc. Ồ. Thương không? Rồi. Mẹ xịn mẹ bông con nhá. Thấy chỗ này. Hãy kể cho Thuận với chị Vân cũng như khán giả nghe cái lần đầu tiên các bạn gặp gỡ nhau là như thế nào. Lúc đó là em đang đi làm thì giờ giải lao thì có anh bên cơ quan em hỏi em là hợp tuổi nào để anh giới thiệu, thì em mới bảo với anh đó là em thích những người mà chững chạc cỡ là sinh năm 85 hoặc là 84. Lúc đó thì chồng em mới bước đi qua quầy của em, cái anh nhân viên đó mới hỏi chồng em là anh Tân sinh năm bao nhiêu mà trẻ vậy, cái chồng em mới trả lời là anh sinh năm 85. Cái lúc đó rồn ra quá thì đừng lên quay cái anh hợp với em này, anh hợp với em đây, không biết tự nhiên tại sao mình lại nói vậy nữa. Rồi hàng quá rồi buộc miệng nói luôn đúng không? Dạ. Thôi nhưng mà khoan xí, hồi nãy em có giới thiệu là em 37 tuổi. Dạ vâng, anh 37 thì em là tuổi con dê chứ. Dạ đúng. Như vậy tại sao lại là nói sinh năm 85? Tại vì em không bao giờ muốn nói thật cái tuổi thật của mình là vì tuổi cũng lớn rồi. Mấy lâu nay ai hỏi em nói 85 thì bây giờ nói sinh năm 79 thế nào. Thì tự nhiên cô này bưng bật dậy, anh hợp với em. Nhìn qua thấy cũng mũi cao mà, mắt cũng to mà. Thương đấy. Cái cảm giác của em lần đầu tiên nhìn cô này, em đã có cảm tình với cô ngay. Dạ đúng rồi. Vậy thì chắc chắn em sẽ là người đi cưa. Đúng rồi ạ. Anh nhận em là em có rảnh không thì anh mời đi nhậu. Trời ơi. Có giữ không? Cái em luôn. Sau đó là như thế nào? Cái cuộc nói chuyện cũng vui lắm. Cái em mới bảo là em không đẹp gái mà sao em chả có người yêu. Cái ông mới bảo em là có người theo em rồi. Cái người ấm theo chị. Em bảo chứ anh biết là chỗ nào dài cho em không? Cái anh biết. Cái anh mới dẫn em đi xem bói. Cái đi xem bói ba lần nó hụt, không có ai coi bói cho em hết trơn. Anh lừa em chỗ coi bói á chị. Cái chỗ đó đâu có ai bói đâu. Cái giả bộ dắt đi thôi phải không? Cái lần thứ tư em tức quá rồi, em sống thẳng ở nhà em hỏi luôn. Con em bố mẹ đi đâu, con có ai coi bói không con? Dạ bố mẹ con đi làm, ai coi bói hết trơn. Có nghĩa là em cố tình giả bộ là dắt đi coi bói nhưng thực sự để cô đi với mình. Đúng rồi, có cơ hội. Có cơ hội ở gần cô. Chiến thuật hết trơn á. Cũng dữ dằn lắm. Dạ cạo da lắm chị. Cạo da. Cạo. Con tôi dán bao lâu? 3 tháng. 3 tháng là mới bắt đầu yêu nhau. Cưới nhau luôn chứ không phải yêu nữa rồi. Tức là yêu trong 3 tháng là cưới luôn rồi. Là cưới luôn, lý do? Cô ấy thì đòi là 2 năm nữa mới cưới. Phụ nữ nói mình cứ nghe thôi. Mà kệ, mình cứ làm theo những gì mình làm. Là em vượt qua tất cả để mà em đến em cầu hôn mà em cưới cổ à? Hay là có một sự tác động gì của ai để mà khiến cho đám cưới nó nhanh như vậy? Ông bà nói phụ nữ mà eo to dữ đẹp nên em nhìn thấy cô ấy eo to chắc đẹp tốt nên mình lo cưới sớm làm tới luôn đó cho chị. Làm tới luôn sao? Nãy giờ nói mà không hiểu, nhìn cái lòng vòng nhìn vậy là biết rồi, có nghĩa là anh này á là ảnh thấy cô này là vậy được rồi, ok rồi, cho nên những gì mình suy nghĩ là mình cứ thế mình làm thôi. Anh chủ động đúng không? Có nghĩa là bác sĩ biểu cưới đúng không? Đúng không? Đúng em. Thôi bây giờ hỏi cô vợ đúng không? Dạ cùng đụng mà. Nhưng mà khi mà bác sĩ báo cưới rồi, hai gia đình như thế nào? Gia đình em sợ lắm, không có muốn cho em cưới. Lúc mà hai vợ chồng bàn tới chuyện
cưới rồi em mới hỏi là nhà có ai không, kia có đứa em gái. Nghĩ chứ bây giờ nếu mình nói cho bố cho mẹ thì mình không biết ai là người dễ tính, ai là người khó tính, hay tốt nhất là nói chuyện với em gái trước. Quân sư cho em. Quân sư cho em. Ghê thiệt. Rồi sao em mới nói với lại em gái em ấy là bây giờ anh chỉ có một bí mật này, em đừng có kể, anh kể với em thôi, em đừng có kể lại với ai nghe, anh hứa với anh nghe. Anh gọi sao thì anh chị rồi có em bé thì em coi sao chứ để bố mẹ phản đối ghê quá. Nhưng mà em nói khéo khéo, nếu có nói đừng nói gì hết ghê gớm nha, chị nói là có tốt cho anh chị thôi để anh chị tới với nhau. Thì cô em vợ thì cũng còn nhỏ, cô nó toạc luôn với mẹ, thế là mẹ ra với bố từ đầu là phản đối kịch liệt luôn á. Nhưng mà bố mẹ cái thời hai đứa nó thích nhau thì cưới nhau cho nó cưới cho rồi. Tụi em bây giờ là đã ở với nhau được bao lâu rồi? Một năm, năm hai tháng. Một năm hai tháng. Rồi kể cho nghe về tật xấu với nhau đi. Vợ em thì lúc đầu mới cưới á thì hiền lắm, ngoan lắm, nhưng mà từ khi đẻ em bé ra thôi em phải nói là sư tử nguyên bầy luôn. Sư tử nguyên bầy luôn chứ mang con nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Ghê vậy. Không hang dễ, độ tính khác hoàn toàn. Dạ. Không hang răng. Một đêm mà nha, bắt em thức lên thức xuống 3-4 lần, thà mình dạy được rồi cho con bú được rồi đi ngủ không, dòng rồi thay quần cho em, thay tả cho em, lấy nước cho em này. Cho em nào? Em bé à. Sáng dậy phải lo nấu ăn sáng cho vợ ăn, vợ thích món đây là phải nấu. Không ăn đó. Chưa đâu, chưa gào đâu, gào kinh lắm. Gào mà. Nếu như mà không làm thì cô ấy dạ gào thét, thậm chí còn đánh chồng nữa chứ. Trời ơi. Ơi nhưng mà đánh yêu thôi chứ đánh mà đánh đi phải đi vào bệnh viện đâu. Rồi còn gì nữa không? Hiện tại thì em chỉ nói thôi thôi, chị dám nói vậy thôi đó. Có thêm được miếng nữa được không? Đâu có, nếu mới thêm mắng. Rồi dằn kìa, dằn rồi đó cho dằn rồi. Hỏi có vợ có ghen em không? À, anh ấy một cái người mà đàn ông mà nói chung là ăn nói và rất là khéo nha, khéo như vậy lắm á, không có sợ không? Lại về thì không sợ nhưng mà vẫn có ghen chứ. Nhiều gái bú lắm chị ơi. Sinh nhật chồng em có con bé nó nhắn tin ô bá, chúc ô bá sinh nhật vui vẻ. Cái em đâu biết ô bá là ai đâu. Cái em hỏi chồng em là chứ cái con ô bá là ai đấy. Con ô bá là con nào? Tiếng Hàn Quốc là giống như là anh yêu cái gì đó. Cái vằn vèo cả buổi mà không có trả lời tớ không biết. Cái chó quá. Cái hôm sau hai vợ chồng đang nằm nói chuyện với nhau cái hỏi sao giờ nay không thấy ô bá nhắn tin nhỉ? Vừa nói tức thì cái ô bá nhắn tin. Cái em mới cầm điện thoại trong em thấy tin nhắn, em mới cầm đấy. Ôi bà đang làm gì đậy ngủ chưa? Cái lúc đó em tức điên lên cái em mới nhận lại là ô bà đang ốm rồi ngủ, đừng nhắn tin nữa. Cái từ đó không nhận nữa. Mà giờ em cũng không biết người đó là ai luôn. Dạ đúng rồi. Thì con nói đúng ghê, em đúng anh chồng, bây giờ em cũng không biết người đó là ai luôn. Thôi tôi không ngờ hôm nay chị Vân chỉ lại là thôi về để em mở tới nghe. Rồi còn gì nữa không? Nói chung là chồng em một người tuyệt vời ạ. Tất cả những công việc mà những người phụ nữ khác họ phải làm, có nghĩa là thay bỉm cho con, với lại là những cái việc vặt như lau tái hoặc là dọn bỉm cho con mỗi lần em te hoặc là em đi ý là chồng em làm hết, em chỉ việc cho bố thôi ạ. Em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ em chỉ mong muốn một cái là cô ấy nói năng cho nó có một cái chút một gọi là ý tứ xíu, là suy nghĩ trước khi nói. Dạ. Thế còn em? Dạ em thì chị mong chồng em đừng có hút thuốc nữa. Chị nghĩ là cái này thì chồng em chắc chắn sẽ làm được rồi. Ngày hôm nay nghe vợ nói một câu mát ruột không? Chồng em là một người tuyệt vời đó. Vậy em bỏ luôn cái kia, nó là em là tuyệt vời nhất. Thì khi cưới vợ thì em bỏ rất là nhiều rồi. Chẳng hạn như em rất là thích thú vật á, em nuôi chó đồ đó. Mà giờ có vợ có con là cũng phải bỏ chó vì con không? Nhậu nhẹt thì cũng gần như là bỏ hẳn rồi. Bây giờ còn mối thuốc lá thằng cày hút mấy điếu thì chị nhé cũng bỏ luôn thì em cũng chẳng. Từ từ đúng không? Dạ. Thì chẳng thà mình chấp nhận mình là người chồng tuyệt vời vợ. Dạ thôi em còn... tuyệt vời được rồi, không cần tuyệt vời đâu. Có hơn thì cũng có hại cho em chứ bộ. Đúng rồi, bỏ hẳn luôn nữa là tuyệt vời. Giữ sức khỏe. Rồi chúc cho hai em luôn luôn đầy ắp tiếng cười trong gia đình và có thật nhiều sức khỏe để chăm em bé cho thật tốt. Dạ, rồi, cảm ơn em. Hai anh chị khỏe. Cảm ơn em. Sao thấy giật gió vậy? Dạ, nó hơi lạnh. Hơi lạnh dạ. Dạ. Trời ơi, tôi tưởng cái bớt. Thì không phải giật gió sao mà hay dữ vậy ta. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thanh Hậu. Em năm nay là 28 tuổi. Em đến từ Tây Ninh. Công việc hiện tại của em là thợ sửa chữa máy cày nông nghiệp. Dạ. 28 tuổi nhìn giống như 22 vậy đó. Trẻ măng. Trẻ măng. Dạ, kêu bằng con rồi đó. Dạ. Tụi bằng tí ta khiểu là bài ca máy cày á. Tây Ninh hả cưng? Dạ, là hai đứa từ Tây Ninh lên đây luôn. Dạ đúng rồi. Ồ. Rất trân trọng nha. Cảm ơn. Rồi giờ mời em. Dạ, chào anh Quốc Thận, chào chị Hồng Vân, chào khán giả đang xem chương trình. Em tên là Phan Kim Nguyên, nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là em buôn bán. Buôn bán gì, bánh tráng hay gì? Dạ không, em bán trong trường học.
Tụi này biết mấy người lên tôi gửi mua bánh tráng Tây Ninh. Đúng rồi. Em gửi mua muối luôn, muối. Trời ơi, muối là bá phát luôn á, đúng không? À. Rồi nó nghe nè. Hai chồng lên đây hồi nào? Lên tối qua hay lên sáng nay? Dạ lên hồi sáng. Nghe hả? Dạ. Tranh thủ tối nay có ở lại không hay về liền? Dạ chắc tối nay ở lại. Ở vậy đó. Dạ. Khám phá Sài Gòn. Ừ, đi coi kịch đi, đi tặng vé đi coi kịch đó vui. Được không? Dạ. Đi coi kịch đâu? Dạ. Dạ. Rồi tối nay là Bạch Xà Truyện phải không chị? Bạch Xà Truyện. Nó thấy chưa, bây giờ mới mặc đồ hát xà chuyện rồi kìa. Bạch Xà Truyện hay dạ. Lắm, đi coi cười chơi nghe. Dạ. Rồi dạ. Ok thôi bây giờ chúng ta quay ngược thời gian trở lại với tuổi thơ. Dạ. Bây giờ hai kể cho anh chị nghe, bây giờ hai đứa yêu nhau như thế nào, lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau nè? Đứa 21, đứa 22 đó. Ừ, dạ. Sao mặt gì mà trẻ gì dữ vậy trời. Dạ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là lúc đó cái ứng dụng Ola chị. Dạ em có tạo cái nick Ola đó cho nhỏ bạn. Vậy là mới đây thôi hả? À? Dạ Ola chứ không phải Zalo. Ola. Dạ lâu. Tạo cho nhỏ bạn xong rồi để chỉ cho nó cách cua trai trên mạng. Cua trai, chỉ cho cách cua trai. Dạ xong rồi em mới kết bạn với anh này. Em nhắn tin trước, em nhắn tin giùm tại nó không biết. Là em cua giùm cho nhỏ bạn. Dạ đúng rồi. Dạ em cua xong rồi. Cua anh này giùm cho nhỏ bạn. Dạ. Trời đất ơi. Cuối cùng. Trường phu thế sợ luôn á. Ừ. Cuối cùng cái anh này nó lạng qua mình. Rồi sao nữa, sao nữa, sao nữa. Dạ xong rồi. Em mới biết mật khẩu cái nick đó, nói chuyện cái này đã mến ảnh rồi cho nên là em dành cái nick luôn. Dành luôn phải không? Dạ. Nhỏ bạn, bây giờ hai đứa còn chơi chung không? Dạ không. Chắc dành từ dành từ cái thuở đó luôn rồi. Hàng ngon quá. Tước luôn, lấy luôn mật khẩu. Rồi sau này nhưng mà em thì sao? Em thấy cô này nhắn tin với mình đó, là mình có thích cái cô này qua tin nhắn không? Dạ lúc đầu thì nhắn tin thì nói chuyện đầu cũng hợp ý. Rồi em mà em cứ tưởng đâu là cái bạn mà nhỏ kia nhưng mà cái ứng dụng nó có thấy hình nền không? Dạ không, lúc đó chỉ là để nhắn tin thôi chứ không có thấy hình nền. Rồi sau này lúc mà thấy cái nick này nhắn tin là hẹn ra mình gặp mặt nói chuyện. Trời ơi, con gái đó ha. Dạ. Thì lúc đó thì em mới biết là bạn này mới nói là nick đó là của bạn kia, nhưng mà hiện giờ là bạn đó đã sử dụng rồi, là không còn của bạn kia nữa. Nhưng mà lý do gì mà em lại thích ảnh? Có phải là do anh nhắn tin anh vui vẻ, anh duyên dáng hay sao mà em lại thích anh? Dạ lúc đó thì trên Ola nó có cái trò chơi caro á. Mỗi lần quán caro với anh hay cá độ như là cốc ổi xài. Rồi thời gian đầu thì cấp ổi xài, thời gian sau ảnh cá độ là cứ thua là bị hung 5 phút. Vậy hả? Dạ. Mà hung qua mạng rồi thôi. Dạ không, nếu mà lần gặp đầu tiên là sẽ bị hung 5 phút. À vậy đó hả? Dạ, những gì cái nụ hôn đó mà bạn cướp luôn. Bây giờ mình mới hỏi cái vụ mà đầu tiên đó, gặp. Đó. Rồi xong rồi hai đứa là sau cái vụ đó là lần đầu tiên gặp mặt ngoài đời á, là cách đó bao lâu? Bao nhiêu lâu thì gặp? Dạ hai đứa nói chuyện với nhau trên mạng chắc cũng khoảng 2 tháng đến 3 tháng gì đó. Rồi sau đó một ngày đó là cái ngày đám cưới của nhà người thân của bạn này. Thì bạn này mới điện thoại là nó gọi em là đến chơi, đến tham dự đám cưới. Thì cái ngày lần đầu tiên mà ra gặp á, thì thấy cô này nhỏ nhắn, mấy người đâu mà bé xíu à. Thấy mà dễ thương. Thấy cũng cái lòng cảm mến. Thích rồi đó. Dạ thích đúng không? Còn em thì sao? Dạ lần đầu tiên mà dắt anh đi đám cưới là ban đêm đi tiệc trà của ông anh. Cái nhà đó thì lâu quá rồi em quên nhà. Em dắt anh đi điên. Đi lộn vô rừng cao su. Mà trời ơi. Lúc đó em lại suy nghĩ là hồi ơi vô đây tối thui rồi, không biết ông có làm gì mình không. Mà trong khi em là người dẫn. Dạ nhưng mà em sợ. Ảnh thì suy nghĩ lúc mà quen lâu rồi mới nói là cái lần đầu tiên đi tưởng đâu em dắt vô băng cướp. Sợ cướp xe ảnh. Giống như là hai đứa tưởng là gặp gọi là dâm tặc, còn một đứa thì gặp là cướp tặc á. gọi là gì đó, hải tặc gì, rừng tặc là gì, lâm tặc đó. Đó hai bên là đều nghi ngờ nhau. Ủa nhưng mà tụi em có còn một cái mà điêu với nhau á, là lần đầu tiên là hung 5 phút mà
Dạ, nhưng mà lần đầu tiên gặp thì mới gặp lần đầu tiên mà là mình đã sợ rồi, lẽ mình đi phải trả nợ, sợ gặp lâm tặc á, cho nên không dám hôn, đúng không? Dạ đúng rồi. Đi là khi cô này dẫn đi đến đám cưới mà không thấy đám cưới, mà sao lại đi vô trong nguyên một cái khu rừng đó thì còn là cao su không. Mà không nghĩ là cô này cũng cô là cổ lạc đường chứ không phải là cô dẫn mình đi sai đường. Thì lúc đó sợ chứ em. Dạ, lúc đó là cũng tối khoảng 9-10 giờ rồi. Trời ơi, ớn à, ớn lắm á, trời ơi. Dạ thì lúc đó sợ rồi, nên hai đứa là mò trong đường đó đi để đi về thôi chứ không còn là còn đám cưới gì nữa. Là chỉ được về thôi. Đám cưới luôn. Dạ, không. À, lúc đó là em lại dắt vô là ngồi lộn đám cưới. Vô ngồi. Vô ngồi lộn đám cưới của ai cũng không biết nữa, nhìn vòng vòng thấy sao bên mà. Bên đàn trai tưởng bằng gái, đàn gái tưởng ngược lại. Có một người trong đó ra hỏi là chứ hai đứa bên đàn trai hay đàn gái. Cái em nhìn xung quanh thấy lạ quá, em kêu anh thôi đi ra, như đi lộ đám cưới rồi. Cái cái đám cưới ta nhìn ta cười quá trời, cái hai đứa dắt xe đi ra rồi lại mò đường về nữa. Dạ thiệt luôn á, cái này vô phim được nè. Xong mò đường mấy tiếng mò vô đi lạc đám cưới. Dạ xong rồi cũng hai đứa ít đi chơi á, xong rồi mò đường về lại đi lạc nữa, đi lạc đường quên đường về nhà Út luôn, đi tới quốc lộ A luôn. Quay về hồi về tới nhà là mấy giờ? Dạ, về lúc đó là đến nhà là 11 giờ đêm. Ừ, bữa em sợ không? Dạ, cũng sợ. Tại lần đầu tiên gặp... Bây giờ là sau khi mà đi thoát khỏi cái rừng đó là biết không phải gặp lâm tặc rồi. Nhưng mà đi lộn đám cưới là chết cha, quen lộn nhỏ khùng. Rồi xong là rối không biết đường về nữa. Bởi vì ra lộn nữa. Trời đất ơi. Nhưng mà nói chứ ra quốc lộ là mừng rồi đúng không em? Dạ, đúng rồi. Nghĩa là cô ấy không phải lục lan thảo khấu. Ừ. Rồi vậy thì là... sau cái đám cưới đó là bao nhiêu lâu mới gặp lại nhau lần thứ nhì? Dạ chắc khoảng 1-2 tháng gì mới gặp nữa, tại vì ở xa. Dạ, đứa ở huyện Châu Thành, đứa ở Tân Châu, cách nhau mấy chục cây số. Nhưng mà sau cái đêm đó thì là hai đứa là có cảm mến nhau rồi đúng không? Dạ cái ấn tượng nó không quên được cho nên là mến. Nhớ hoài. Dạ. Đó. Đúng rồi, ai mà công nhận á. Ấn tượng thì... cái đó em bỏ nhớ cái chi tiết này bỏ vô phim đi chứ. Nói nghe nè, rồi là lúc đó là các em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em học lớp 10. Dạ. Trời ơi lớp 10. Dạ. Càng sợ. Lớp 10 lúc đó nhỏ. Dạ. Càng sợ. Dạ. Vậy là bạn này hơn bạn này có 1 tuổi à? Dạ đúng 11. Rồi. Lớp 11. Ôi, bởi vậy sợ hãi là đúng rồi. Dạ. Với cũng lần đầu tiên gặp bạn trai á, nên ảnh là mối tình đầu của em á, cho nên là nó nhiều cái cảm xúc nữa. Cô em là mối tình đầu của ảnh. Dạ. Dạ. Em có phải là mối tình đầu của cổ không? Cổ phải mối tình đầu của em không? Dạ. Trước đó có yêu ai chưa? Dạ yêu thì chưa, nhưng mà cũng có để ý một cô học cùng trường. Ừ. À. Và cũng có quen cô đó. Nhưng mà sau khi mà gặp được cô này thấy dễ ngon thương hơn, dễ mến, nói chuyện là dễ thương, nói chuyện rất là dễ thương. Dạ. Ngon hơn. Dạ. Rồi, là thương là từ đó quyết định là thương cô này theo cái này thôi. Nhưng mà lúc đó là chắc chắn là cũng có một chút thời gian là phải bắt cá hai tay đúng không? Trong thời gian có không? Đúng không? Bây giờ phải hỏi sao nè, hỏi vợ nè. Có không? Đúng không? Dạ có. Thấy chưa? Lúc mà phát hiện hai đứa đi uống nước mía rồi phát hiện ảnh nhắn tin với bạn đó rồi em mới giận. Trong điện thoại ảnh lưu là bà xã Nguyên rồi vợ Hương. Em nhớ vậy. Em là ai? Người yêu cũ của mình. Rồi bà xã gì nữa? Đại Nguyên. Bà xã Nguyên còn kia em là bà xã, còn kia là vợ. Dạ. Nó cũng đồng ngôi thứ đó. Nó chỉ khác từ ngữ thôi. Ừ, nó bà xã với vợ là đồng ngôi thứ luôn á. Ừ. Rồi sao? Rồi quyết định thì sao? Ai là em có ép ảnh là chọn một trong hai không? Dạ có. Đó em giận lắm, em không muốn gặp nữa. Lúc đó vẫn còn là lớp 10. Dạ. Nhưng mà lại cảm giác như là mình háo thắng á, là mình muốn chọn đi, muốn giành cho bằng được đúng không? Phải giành chứ. Chứ để mắc cỡ. Dạ. Sao em thua được? Em vạch ra kế hoạch hẳn hoi. Em hẹn đi gặp lần nữa. Là cả ba gặp nhau? Không, gặp có hai người thôi. Là hai người này gặp nhau. Dạ. Gặp sao? Lần nữa sao? Cũng đi uống nước mía ở công viên đó luôn. Xong rồi lúc về sắp tới nhà là tại vì em nói là gặp mặt lần cuối mà cho nên là về tới nhà là chấm dứt. Xong rồi cái em mới dụ ảnh đi bộ, đi xe dắt bộ đi. Rồi cái em mới hôn ảnh cái rồi em chạy vô nhà em trốn luôn. Kỳ vậy. Ủa sao kỳ vậy? Rồi sao chưa chọn mà. Chơi chiêu. Hùng gái. Cái đó là chơi chiêu. Hùng gái bỏ chạy.
hung cái bỏ chạy để nhớ Nhung á, là dấn Dương hoài luôn. Cứ cảm thấy cũng giống như mình có lỗi gì đó. À đúng rồi, đúng rồi. Từ cái hung đó em lại lúc đó em lại có cái quyết định là chọn bả. Là chọn. Nhưng mà anh không biết là em chỉ là đang háo thắng thôi chứ cũng không có thích anh lắm. Đường đi nước bước. Dạ. Sắp lượt đó. Sắp lượt đó. Trời ơi, hung mà gia đình có thấy không? Dạ không. Ờ. Dạ chốc cái bỏ chạy vô. Dạ hung chớp nhoáng. Lúc đó em sao? Thì lúc đó em chỉ đứng ngay người ra thôi, em cũng không có biết ngớ luôn. Rồi hồi bao lâu thì em mới quyết định là em chọn cổ? Dạ khi về nhà thì em cũng có suy nghĩ, nói là thấy cô này thấy thương mình thật sự, thấy mình có tình cảm. Trời. Và bắt đầu em mới quyết định ra quyết định là chia tay với bạn kia. Trời ơi. Là quyết định theo cô này đến bây giờ luôn. Đến bây giờ luôn. Dạ. Bọn này chơi cú tít ghê quá. Chơi cú cú lật đó là. Mà công nhận nha, lớp 11 rồi đó. Wow, em cảm nhận được cô này cổ thương em thật sự. Không, lớp 11 rồi đó. Đó rồi. Ừ. Rồi. Vậy là hai đứa yêu nhau bao lâu thì làm đám cưới? Dạ quen nhau 5 năm. Rồi làm đám cưới. Dạ. Vậy là hai mấy tuổi đúng không? Dạ. Ừ. Rồi cổ có ghen không? Bạn này có ghen không? Lúc mà yêu nhau á. Dạ một cây ghen luôn á. Cây ghen. Dạ một cây ghen luôn. Khi mà em chơi Ola hay là Zalo hay là Facebook ấy, là thấy bạn có nick mà có bạn gái trong đó là untrend hết, là xóa hết mấy người đó. Không có cho hai hay là ba bốn gì với mấy cô đó hết. Tại vì xưa bà cua ông là cũng nhờ trên đó mà. Dạ dạ. Đến bây giờ không có cho là quen bạn gái nào luôn. Facebook đồ là Facebook đồ là chặn kiểm soát hết, chặt hết. Mà yêu theo kiểu ghen theo kiểu hề hước vui nhộn hay là sư tử Hà Đông? Dạ sư tử Hà Đông đó cô. Sư tử Hà Đông. À, chỉ sao cần chỉ cần mà nghe cái mùi thôi là dứt điểm liền. Bà đánh hơi bà biết đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em có cái câu chuyện ghen nào mà nó đáng yêu không? Mà nó đáng nhớ trong cuộc đời của em không? Em kể nghe coi. Dạ ghen đáng yêu thì chắc không có. Ờ đáng rồi, đáng ghét. Ừ, nhưng mà lý do gì mà ghen dữ vậy? Chắc bộ tại... đào hoa lắm mà hay gì? Dạ thì lúc mà mới bắt đầu thì đã bắt cá hai tay rồi, cho nên cái đó là em suy nghĩ là anh sẽ còn cái tên đó hoài, cho nên là lúc nào cũng đa nghi. À giống như chim mà bị tên một lần đó đúng dạ. không? Bị trúng tên một lần rồi, bởi vì bây giờ lúc nào thấy xung quanh mình đều là có thợ săn hết á. Dạ. Đó, cho nên phải dè chừng đúng không? Nhưng mà có em có bắt gặp trận nào nữa không? Dạ nhiều lắm, nhưng mà quen em rồi, nói là quyết định quen em rồi nhưng mà vẫn nhắn tin kiểu dây dưa với người ta. Dưới vợ, dưới vợ. Dây dưa rồi hết người này tới người kia tấn công em. Ví dụ như là nói là em chỉ là người đến sau thôi, như là hai ba cô gì đó nhắn tin cho em. Cứ nói là đến sau tôi thôi, cho nên là không có giành được đâu, đường này kia. Giành mặt em đủ thứ. Dạ. Vậy đó hả, em bị gọi là bị áp lực dữ vậy luôn á. Nhưng mà em không có sợ. Em vượt qua bằng cách nào? Em nhắn lại hay là em hẹn ra em nói chuyện? Nói chung đấy. Em không hiền cho nên em dạ không hiền. Cho nên em tấn công lại hết, nói chung là em dẹp được hết. Dẹp loạn được hết. Dạ dẹp loạn được hết. Trời ơi. Rồi hai đứa có lúc đó là yêu 5 năm đúng không? Dạ. Rồi đến khi mà học xong rồi bắt đầu mới là làm đám cưới. Dạ. Mà trước đó là hai đứa có sống thử không? Dạ không. Có sống chung không? Dạ không. Lúc mà quen ảnh, em khi mà quyết định mà thích ảnh rồi á, nên em quyết tâm là em học chung trường kinh tế với ảnh, nên em thi vô cái trường đó. Rồi hai đứa học chung khoảng 2 năm đó, thì lúc đầu thì cũng có ở nhà mẹ, ở nhà mẹ ảnh, tại vì muốn nhà trọ thì nó mắc. Muốn nhà trọ thì nó kinh phí nó hơi nhiều, cho nên là có xin, gia đình có xin là tại thấy hai đứa cũng quen lâu rồi. Cho nên là xin cho ở. Tức là nghĩa là gia đình hai bên đã biết nhau. Dạ, biết. Hai đứa quen nhau đúng không? Dạ. Rồi em về mà ở bên gia đình của ảnh. Dạ. Nhưng mà là phòng ai nấy ở. Dạ lúc đó em ở nhà ảnh nhưng mà em lại ngủ chung với em ruột của ảnh. À đó thì anh ấy nói là phòng ai nấy ở đó. Dạ. Nhưng mà ở cũng vui lắm, tại vì mẹ ảnh thì cũng khó gài cái cửa, mà mỗi lần mà ảnh mà muốn có ý định gì mà mở cái két một cái là mẹ chạy vô liền. Có nghĩa là mẹ canh đó phải không? Mẹ canh giùm. Mẹ canh mà canh cho em á. Cái cửa nhà người ta đó là khi nó kêu két là nó khô dầu là phải bôi dầu vô liền đựng cái két. Còn bên đây mẹ là đi lấy hóa chất hay gì làm cho dầu nó khô để cho cái cửa nó kêu cái két. Đúng rồi, sợ ổng tối ổng ngủ nghe cái két là mẹ chạy ra liền đúng không? Dạ. Ê, coi nào mẹ phát hiện không?
Dạ không, nói là không có làm gì vậy trong nhà hết. Không, biết là không có làm bậy rồi, nhưng mà cũng phải lén phén qua phòng dạ, cho em. Dạ có, ảnh mở cửa, lúc đó anh mở cửa qua, ảnh tính hung em một cái. Ừ. Xong đó, rồi, đó, dạ, đó. Mẹ nghe cái két rồi mẹ chạy vô. Mẹ chạy vô mẹ mới hỏi. Mới bắt trớn định hung là mẹ bắt gặp rồi. Dạ, lúc đó em sợ quá, tại vì mẹ chạy vô là em sợ mẹ nghĩ xấu là em với ảnh là làm chuyện tầm bậy. Nhưng mà thật ra không có, em đang ngủ kế bên thằng em mà. Cái xong mẹ nói, em giả bộ nhắm mắt nhưng mà em nghe mẹ nói là con cái mà mẹ nói không nghe là mẹ đuổi đi hết á. Cái là em sợ quá em nằm im đó luôn. Tưởng tượng mẹ chồng á chị. Một lần nghe két cái trời. Không, nhưng mẹ cũng giữ gìn để hai đứa học tới nơi tới chốn đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là sao? Bây giờ tụi em đám cưới được bao lâu rồi? Dạ cũng được 5 năm rồi chị. 5 năm? Dạ. Trời ơi. 5 năm mà 7 năm quen nhau. Ồ ôi, đâu có. 5 năm quen nhau. 5 năm quen nhau, 5 năm ở nhau. 5 dạ, cái... năm đám cưới là tụi nó quen 10 năm rồi đó. 10 năm, đó. Dạ. Ồ ôi. Giờ dạ, các em bé chưa? Dạ, con được, em được bé 3 tuổi rồi. Hệ hả? Vậy ừ. Đó hả? À, chúc mừng nghe. Yeah. À, rồi thấy sống... hai đứa đẹp đôi quá. Mà sống chung vậy thì mợ quen vậy thì chắc biết hết tật xấu của nhau rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Trước khi cưới là đã biết luôn rồi đó. Dạ. Thôi giờ kể đi. Ừ, kể tính đi. Tính thử cột mốc là thành vợ thành chồng á. Đó. À, về sống chung nhà đó là xấu à. Cái gì xấu xấu nhất? Trời vợ ơi. Có lòi tật xấu không? Vợ em thì ghen là biết rồi đó. Dạ. Tật xấu thì vợ em nó nhiều lắm, nó bộc phát ra nhiều lắm. Vợ cái ghi thành sổ thành cuốn sách thì đó thôi. Em hãy kể những cái tật nào mà nó xấu đau xấu đớn nha. Dạ cái tật hay xấu nhất là bừa bộn. Ừ. Là không có nhà cửa thì không có dọn dẹp này kia ngăn nắp mà chỉ có bày ra thôi, bày ra rồi nhà cửa em khi mà em đi làm về khi mà mở cửa ra em thấy nó có nhà, cái này không phải là cái nhà nữa mà này là cái chuồng hay cái gì. Là nhà cửa nó bày bộn tùm lum tùm la. Hai đứa ở riêng hả? Dạ hiện giờ hai đứa ở riêng. Ở riêng mới dám bày vậy chứ ở chung mẹ đâu dám bày. Có ở gần nhà mẹ không? Dạ mẹ ở xa không ở gần. Rồi tiếp tục đợt sáu thứ hai. Dạ là ngủ, khi ngủ là có cái chăn, vợ một cái, chồng một cái, con một cái. Nhưng mà khi mà ngủ tới nửa đêm là lúc nào mình cũng co ro một giờ. Tại vì vợ đã lấy luôn cái chăn của chồng mình. Dạ, chiếm hết rồi mà quấn, mà kiểu là quấn mình không có gỡ ra được luôn. Bà quấn giống như con kén vậy. Dạ đúng rồi, đúng như con kén vậy. Rồi, dạ. Cướp hết luôn. Cướp hết luôn. Chồng, nấu, nấu ăn có ngon không nè? Dạ, cái phần nấu ăn thì em là xin đầu hàng. Tại vì nấu ăn rất là dở, gọi là dở. Rồi gì nữa? Nhưng mà bù lại là có phụ là mỗi lần nấu ăn xong rồi rửa ráy, dọn dẹp đồ sạch sẽ không? Dạ, còn nói phần rửa ráy thì nó là một tật xấu nữa. Ăn xong thì rồi để đó đó rồi em phải tự đi dọn, đi đầy cái nọ là dọn em hết. Làm hết. Dạ, làm cha hết. Sao trăm điều xấu vậy cha? Ủa, như vậy là cô không nấu ăn được mà cũng không rửa chén luôn. Dạ. Nấu ăn không rửa chén. Bừa bộn tối ngủ thì giật mình của chồng. Trời ơi, rồi còn gì nữa không? Nói luôn đi em. Dạ lúc trước á thì giặt đồ mình giặt bằng tay thì 2-3 ngày giặt một lần, nay là có máy giặt rồi thì khoảng 10 bữa nửa tháng giặt một lần. Mà ai là người bấm nút? Dạ lúc thì em tự em giặt, tự em phơi. Khi nào mà nhờ giả được vợ em đi giặt thì em phải phơi chứ vợ em là không phơi. Rồi xếp vô là không giặt đồ luôn đó. Bây giờ xếp vô luôn cái là không giặt đồ. Nhưng mà xếp đồ là ai xếp? Dạ xếp đồ thì vợ em xếp. Bù đợt vớt lại được miếng. Vớt lại được miếng. Cố tình hỏi đi cho nó lòi cái tính tốt ra đó. Đó, hiểu không? Rồi nè, có giống như những người trẻ tuổi thời đại không? Hãy cầm điện thoại hay mới có phim, mới trai đẹp, coi. Dạ cái đó là xem điện thoại là hàng đầu. Là suốt chỉ là lúc nào cũng điện thoại. Nãy giờ mới thấy được cái hàng đầu đó. Dạ. Lúc có nào, gì lúc mở nào, điện thoại có gì? Dạ lúc nào cũng cầm điện thoại lướt. Em không biết là lướt cái gì, xem cái gì trên mạng thế giới em cũng không biết. Nhưng mà lúc nào cũng cầm điện thoại. Mà coi cái gì trong đó? Dạ em cũng không biết là coi gì trong đó. Không biết. Có mê trai đẹp không? Dạ có. Mê trai coi đẹp. Ai? Coi Quốc Thuận hay coi ai? Dạ Hoàng Sơn. Lee Min Ho. Trời ơi, Lee Min Ho là như cả nước rồi cả thế giới. Dạ. Mê. Em còn mê nữa mà. Min còn mê đó. Dạ. Ồ, coi Min coi... mê mà thiết điểm Min muốn bóng luôn á. Rồi, họ mê Lee Min Ho đúng không? Dạ đúng rồi. Có coi phim Quân Dương không? Dạ không. Không. Rồi. Rồi bây giờ sao nè, có dễ sai dễ bảo không? Dạ vợ dạ, em có tính nóng lắm, với lại ngang như cua vậy, nói là mình nói thì nói nhưng mà không có nghe. Có nghĩa là cứng đầu. Dạ đúng rồi. Ngàn lẽ một điều xấu rồi thôi. Đừng hỏi nữa. Đừng có hỏi nó tội. Trời, nhỏ. Sao nhiều quá vậy? Tội nó phanh phui ra mà hồi tội dữ lắm. Nhưng mà khoan, xin hỏi cái nữa nghe. Cái này nè, có hay quên không? Hay là nhớ rất dữ?
Dạ nhớ, nhớ rất là dữ. Cái gì giận, giận là nghe khu nó hoài, nói hoài nó mãi cứ nói là lãng nhảm đó. Lại thêm một cái tật nữa. Thôi đừng nói nữa. Rồi ngưng đi, đủ rồi. Rồi bây giờ sẵn vậy nói mong muốn thay đổi điều gì nè? Dạ em chỉ muốn vợ em thay đổi là biết quan tâm về chuyện nhà cửa, gọn gàng sạch sẽ. Chỉ vậy thôi. Em chỉ mong quan tâm nhà cửa nè, quan tâm nhà cửa nha. Gọn gàng sạch sẽ nha. Được không? Được không? Nha. Trai đẹp là đồng ý cho mê đó. Cứ tiếp tục mê Lee Min Ho đi. Tại vì bà coi là ở bên kia thế giới á. Nghe không có sao, không có ghen. Dạ, rồi bây giờ tới ổng nè. Tới ổng nè. Có tật xấu gì không em? Nãy giờ ổng tấn công em quá trời đó. Dạ để em nhớ cái tật xấu anh ít lắm. Ảnh cũng mê điện thoại. Ảnh chơi game, ảnh là nghiện game luôn. Nghiện game chứ không nghiện gái đúng không? Dạ không, nghiện game thôi, không có gái cú hay cà phê gì nữa. Nói chung là về với em là cái đó triệt hết rồi. Có nhậu nhẹt không? Dạ không. Không nhậu nhẹt, không gái cú. Không thuốc luôn. Dạ. Quá hay. Dạ. À, chỉ mê game thôi. Dạ. Phải dính cái em ơi, đàn ông phải dính cái em ơi. Còn gì nữa nè? Chăm con giỏi không? Con là ai chăm nè? Dạ ảnh chăm luôn. Trời chết rồi, ông chồng chăm điểm rồi. Rồi sao nè? Ở dơ không? Ở sạch lắm, tắm thật là lâu vậy á. Tắm nó nói là đó thì bởi vậy nó trái ngược lại hết. Rồi còn gì nữa không? Ráng kiếm cái gì xấu xấu đi. À có nghĩa là sạch sẽ đó mà. Dạ sạch lắm. Nước hoa dữ dội không? Dạ đi ngủ mà còn phải xịt dầu thơm rồi lăn hết rồi mới đi ngủ. Thơm tho lên giường. Cái đó đâu có xấu đâu. Thật tốt. Đó tật tốt mà. Ừ. Rồi sao? Có hay cằn nhằn cửa nhưỡng về mấy cái tật xấu của em không? Ảnh đúng là ảnh hay làm chuyện nhà, ảnh dọn dẹp thiệt nhưng mà ảnh hay lầu nhầu. Vừa làm vừa nói em nhức đầu. Thí dụ nè, nói dụ như đang vừa lau nhà. Còn mà việc mà bày bộn nhà là tại vì có con nhỏ rồi nó bày ra rồi em đi bán về em mệt em cũng làm biếng. Thì rồi vừa dọn chồng vừa dọn vừa dạ, nói gì? Vừa dọn vừa lằng nhằng như là không dọn nhà để đó rồi dơ rồi này kia cứ lằng nhằng vậy đó. Tật dạ, tật em thì ai mà lằng nhằng để cho làm luôn không có làm. Mà cứng đầu mà nhỏ này cứng đầu. Dạ. Hiểu không? Cho nên là đó ông càm ràm hả kệ, vừa càm ràm vừa làm luôn. Dạ. Chứ không phải là tại vì em lười biếng nữa. Tại vì ảnh quá chiều vợ đi cho nên là vợ nó hư. Rồi là lỗi nó tại ông, tại ông. Anh dành làm hết chứ đâu phải là em không làm đâu. Nó tại ông, tại em ai biết dành. Dạ tại lúc đầu thì thấy vợ làm sợ vợ cực nên cái gì cũng để cứ thấy vợ làm thì cũng có để chồng làm cho chồng phụ cho. Đó vậy dạ. Vợ từ thuở bơ vơ mới về không bị dậy ráng chịu. Dạ. Rồi giờ sao? Mong ước sửa chữa cái gì nè? Dạ anh bớt cằn nhằn em đi, làm việc nhà nhiều lên rồi đừng nói gì em nữa hết. Là được làm nhưng mà đừng có cằn nhằn nữa. Cằn làm đúng không? Ai biểu ông làm? Dạ, em đâu có biểu ông làm đâu, thích thì làm thì ráng chịu. Dạ. Không làm rồi nửa tháng mới giặt đồ một lần, đồ đâu bận. Chết luôn á. Không, hầu như là nay em giặt đồ không mà ảnh làm nay là đi làm mấy cài rồi đó. Cho nên không có thời gian để mà làm việc nhà nữa. Năm 10 bữa em giặt lần. Mà kinh tế nhà là đứa nào kiếm? Dạ, hiện giờ thì hai vợ chồng cũng kinh tế cũng ổn. Thứ nhất em là làm ở ngoài. Thì tiền chủ yếu là về là nói chung là trang trải hết trong chuyện gia đình. Dạ, vợ em thì cũng buôn bán nhỏ nhưng mà cũng có số vốn để tích góp. Nói chung là hai vợ chồng tích góp nha. Vậy là hai vợ chồng là đồng thanh đồng thủ đó. Đúng rồi, hợp đó. Nhìn hai cái lỗ mũi này là không cửa nào nghèo được luôn. Không bao giờ mà lấy được tiền của nó luôn. Đó, tiền mà lắm. Nó có nhiều vô là cất trong két hết. Đúng luôn rồi, đó. Không ra được. Đó. Thôi hai chồng quá đáng yêu rồi, dễ thương đó. Rồi thanh mai trúc mã mà. Thanh mai trúc mã. Đứa nào cũng là đầu tiên của đứa nào hết đúng không? Đúng rồi. Cố gắng nha, đầu cũng là cuối nha. Giữ nghe, giữ nghe. Đó, nếu được qua năm sau thêm đứa nữa nghe. Rồi, cảm ơn hai em đã đến từ Tây Ninh, từ Tây Ninh đến với chương trình này nghe. Rồi chúc cho hai em luôn luôn hạnh phúc và vui tươi như thế này nha. Rồi, rồi. Cảm ơn.